Khi bảng giá đất được điều chỉnh thay đổi thì sẽ tác động không nhỏ đến cuộc sống của người dân cũng như nền kinh tế nói chung. Và hôm nay là một cái tin vui rất là vui cho những bà con có đất. Và chúng ta hãy xem là chúng ta được hưởng lợi như thế nào khi mà chính sách là đang đề xuất là lùi cái ngày thực hiện cái bảng giá đất và đặc biệt đối với thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào tất cả các anh chị quay trở lại kênh của Hiệp. Trong video ngày hôm nay Hiệp sẽ chia sẻ với anh chị một số cái vấn đề. Nhưng đầu tiên Hiệp xin chúc mừng tất cả các anh chị em đang có đất, đặc biệt là ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua thì Hiệp làm rất nhiều cái video để chia sẻ cái bảng giá đất, cái cách tính thuế vân vân và nó tác động đến cuộc sống của người dân như thế nào, bao nhiêu người được hưởng lợi từ cái việc này và bao nhiêu người sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị thiệt hại, sẽ bị tốn thêm tiền ở trong cái quá trình này. Thì đầu tiên Hiệp đi lại là thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục chỉnh sửa, đưa ra những cái phương án cho nó phù hợp và đặc biệt là hoãn cái thời gian thực thi cái bảng giá đất mới theo luật đất đai 2024 vừa rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy một cái điều rất là quan trọng mà Hiệp chia sẻ không phải là bà con có tài sản ở thành phố Hồ Chí Minh mà khắp cả nước. Đó là nhà nước, chính quyền, những người đang thực thi, đang lắng nghe cái ý kiến của người dân và họ đang tìm những cái cách làm sao để điều chỉnh cho cái việc này nó hợp lý hơn, nó thỏa đáng hơn cho người dân và theo hướng là người dân có lợi hơn. Vậy thì chúng ta là những người sở hữu tài sản thì chúng ta có liên quan gì trong quá trình này? Chúng ta cần biết những vấn đề nào để chúng ta có cái cách ứng phó, là có cái cách dự trù, tính toán và tranh thủ. Có một số người là Hiệp phải gọi là tranh thủ, hết sức là tranh thủ để chúng ta bắt kịp cái khoảng thời gian này và Hiệp đánh giá đây là khoảng thời gian vàng để thực hiện những điều này. Thì chúng ta hãy cùng Hiệp phân tích ở trong cái video này nha. Đầu tiên thì khi thay đổi cái bảng giá đất á, thì cái con số Hiệp lấy thành phố Hồ Chí Minh ra bởi vì bữa giờ ở cái nơi này họ đang ráo riết làm cái việc này. Thì cái con số trung bình tăng là khoảng từ 7 cho tới 10 lần. Còn đối với những cái vùng ven thì có nơi tăng cao nhất là đến 51 lần, là những vùng ven ở thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì đối với nhà nước thì cái việc là tăng thu thuế lên là chắc chắn. Ở đây có rất là nhiều cái loại thuế. Cái thuế thứ nhất là cái thuế sử dụng đất. Bà con trước đến giờ, đây là liên quan với tất cả mọi người có đất ở trên toàn quốc này. Trước giờ là nhà mình đóng thuế là 1 đồng. Bây giờ tăng lên đến vài chục lần thì chắc chắn cái tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm của mình đóng chắc chắn nó sẽ phải tăng lên và rồi con số tăng khủng khiếp. Có người comment và có một số anh chị cũng chia sẻ với Hiệp riêng ở ngoài, đó là trước đây thì đất ở nhà đã đóng thuế là 1 năm nhiêu đó tiền rồi và bây giờ già cả rồi, bây giờ đóng thuế mà nó tăng lên hàng chục lần như vậy tiền đâu mà đóng. Thì cái này Hiệp cũng chia sẻ với bà con thôi, chứ là Hiệp không phải là người làm chính sách cho nên Hiệp không giúp được trong trường hợp này. Hiệp chỉ là người chia sẻ và đồng cảm với bà con về cái phần này. Thì đó là một cái phần mà tất cả những người đang có đất phi nông nghiệp sẽ đóng thuế sử dụng đất, chắc chắn nó sẽ phải tăng, chắc chắn nó phải tăng và thậm chí là tăng rất là nhiều. Thì đó là một cái lưu ý, nó tác động đến việc thu thuế nhưng cũng tác động đến cái túi tiền của bà con, đúng không ạ? Cái phần thứ hai là cái phần thuế phí về cái việc chuyển nhượng bất động sản. Thì trước đây là mình có thể làm hai giá hoặc là cái giá đất nó còn thấp thì rõ ràng là mình không có đóng thuế nhiều. Thì bây giờ chắc chắn là nó tăng lên hàng chục lần như vậy thì cái thuế phí mình nó cũng tăng liên quan, chứ nó không thể tách rời được. Bởi vì thuế phí nó dựa trên cái giá đất. Đó là cái phần tiếp theo. Cái phần nữa là vì bảng giá đất nó tăng cho nên là nó cấu thành cho các cái doanh nghiệp làm bất động sản á, họ có thể họ phá sản hoặc là họ phải đẩy một cái giá lên rất là cao. Trước đây thì họ chuyển mục đích để họ làm một cái dự án nào đó nó thấp. Bây giờ họ phải tốn nhiều tiền hơn. Và cái cơ chế bây giờ là chỉ được nhận 5% cái tiền khi mà một ai đó mà mua cái dự án á, thì cái chủ dự án đó chỉ đặt 5% cái tiền đặt cọc thôi, thay vì trước đây là 30-40%. Thì họ sử dụng cái đòn bẩy vốn đó được và cái tiền thuế họ đóng thấp, thì bây giờ mọi thứ là doanh nghiệp phải bỏ tiền ra nhiều hơn và tiền thuế doanh nghiệp đóng cũng phải nhiều hơn, thì nó cấu thành vào cái giá nhà ở, giá và bất động sản, cho nên là có khả năng là nó sẽ tiếp tục nó đẩy giá bất động sản đi lên. Thì đây là một cái phần mà rất là khó cho những người có thu nhập thấp. Thực sự mà Hiệp mà nói là rất khó cho những người có thu nhập thấp làm sao mà tiếp cận được, bởi vì thuế nó tăng thì người ta cũng muốn bán rẻ cũng không bán được, cái cấu thành cái chi phí của người ta như vậy rồi, cho nên nó có thể tác động đến cái việc là người có thu nhập thấp rất khó tiếp cận với lại việc mua nhà đất. Cái điều nữa là vì giá đất nó tăng
cho nên nó kéo theo những cái giá khác nó tăng anh chị, và các cái loại hàng hóa sản phẩm khác nó tăng, thì vậy rõ ràng sẽ gây một cái áp lực lớn lên trên cuộc sống của người dân. Thực tế nó là như vậy anh chị, và có rất là nhiều cái yếu tố khác, thì đây là những cái yếu tố quan trọng và nó ảnh hưởng mật thiết đến với chúng ta. Vậy thì từ cái người mà đang có nhu cầu giao dịch cho tới những người đang không có giao dịch nhưng mình có tài sản thôi, mình có bất động sản thôi, mình có nhà ở thôi, mình cũng phải đóng thuế tăng. Rồi đến khi mà mọi thứ nó tăng thì ảnh hưởng đến công nhân, những người thu nhập thấp, và có thể nó ảnh hưởng đến cái giá cả các loại hàng hóa khác là chuyện bình thường anh chị. Thì đó là cái phần mà nó tác động, nó ảnh hưởng không nhỏ một tí nào. Vậy thì chúng ta nên hiểu đúng cái việc này như thế nào và chúng ta có cái cách nào để chúng ta thực hiện. Thì Hiệp xin chúc mừng một lần nữa là riêng ở thành phố Hồ Chí Minh họ đã quyết định là hoãn cái việc áp dụng bảng giá đất mới này. Trước đây thì dự kiến là đâu đó tháng 8 là có thể áp dụng luôn, nhưng mà bây giờ người ta đang lắng nghe nha anh chị, để mà người ta có thể điều chỉnh hoặc lùi lại để cho bà con có một cái biên độ. Và ở cái chỗ này nè, cái điểm mấu chốt nằm ở chỗ này, và đặc biệt cho những bà con mà có đất sử dụng ổn định trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 trở về trước, thì bà con hãy hết sức lắng nghe cái điều này. Đó là khi luật đất đai mới được áp dụng vào thì bà con trong những cái đối tượng như thế này sẽ được làm sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất á anh chị. Thì ở đây ví dụ ngày 1 tháng 8 là mình được phép mình làm, nhưng mà ngày 1 tháng 8 ở thành phố Hồ Chí Minh cũng áp dụng bảng giá đất mới luôn, thì mình cũng làm ra sổ thật đó, nhưng mà cái con số đóng thuế của mình khả năng nó tăng lên hàng chục lần là chuyện rất là bình thường. Vậy thì bà con hầu hết là ở vùng ven rất là nhiều, ở vùng ven rất là nhiều. Vậy đôi lúc đâu có phải ai cũng có tiền để mà đóng anh chị. Và đặc biệt là con số và bảng giá đất nó tăng như vậy, thì Hiệp nghĩ là đây nó mở ra một cái cửa đủ lớn để mà bà con tranh thủ chui lọt vào cái cửa này. Hiệp xin chia sẻ lại bởi vì điều này nó quan trọng lắm, giúp cho bà con tiết kiệm hàng tỷ đồng này. Đó là cái việc mà thành phố Hồ Chí Minh họ lùi cái ngày thực thi cái bảng giá đất lại, tức là vẫn đã áp dụng cái mức giá cũ là giá nó rất là rẻ. Cái điều thứ hai là từ ngày 1 tháng 8 2024 này nè, là bà con mà chưa có sổ, nếu sử dụng đất ở đâu đó mà những vùng mà bà con sử dụng ổn định từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 trở về trước, thì bà con làm sổ và áp dụng cái bảng thuế đất cũ, bà con được lợi rất là nhiều từ chuyện này. Hãy tranh thủ làm ngay. Và mấy ngày nay là một ngày nhân viên của Hiệp nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi mà kể. Nói chung là bạn nhận cuộc gọi là xin chia sẻ thật với mọi người là đau đầu luôn á. Quá nhiều cuộc gọi tới và mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Thì Hiệp xin chia sẻ lại là vui lòng mọi người muốn tư vấn bất động sản có hai cách. Cách thứ nhất, mọi người có thể là xem ở trên kênh Hiệp Bất Động Sản trên tất cả các nền tảng YouTube, TikTok gì, mọi nền tảng đều có. Và có thể xem thêm cái livestream hàng tuần của Hiệp vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 lúc 21 giờ tức là 9 giờ tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 Hiệp sau live hết trong tháng 8. Và cứ mỗi tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 là bà con có thể lên gặp Hiệp ở trên này. Và Hiệp đã tương tác với rất là nhiều với bà con, thì đó là một cái điều kiện thuận lợi cho mọi người. Đôi lúc chỉ cần một cái sự hướng dẫn, một câu trả lời của Hiệp thôi, bà con tiết kiệm được rất rất là nhiều tiền, hoặc là có phương pháp chọn đúng. Và Hiệp đã giúp cực kỳ nhiều người rồi. Hiệp sẽ để một vài ảnh minh họa ở đây thôi cho mọi người thấy là Hiệp nhận được bao nhiêu lời cảm ơn ở trên này. Rất rất là nhiều lời cảm ơn Hiệp sẽ để đây cho bà con thấy nha. Thì đó là cái điều mà Hiệp rất là happy khi mà mình giúp đỡ được rất là nhiều người, thì để cho mọi người thấy. Tuy nhiên thì Hiệp cũng chia sẻ luôn một điều cũng thẳng thắn, nhưng mà mong là được cái sự ủng hộ, được cái sự thấu hiểu của mọi người. Đó là Hiệp để một cái số 0987 487 555 để bà con có thể muốn đăng ký cái lịch tư vấn riêng, được gặp trực tiếp Hiệp để tư vấn một một cho mọi người, thì mọi người hãy đăng ký vào cái số trợ lý là 0987 487 555, chứ mọi người đừng có gọi vào cái số hotline ha. Bởi vì ở trong công ty quy định là mỗi số thực hiện một số cái chức năng nào đó, và cái bộ phận tiếp nhận họ sẽ làm cái việc đó, chứ Hiệp không phải là cái bộ phận tiếp nhận. Cho nên là nếu cô chú anh chị cứ cố tình gọi làm bằng cách nào đó mà gọi trực tiếp, gọi thẳng cho Hiệp, thì cũng không giải quyết được vấn đề ngay lập tức cho mọi người. Mà mọi người nên là tôn trọng cái quy chế của công ty và các cái bộ phận chức năng, ai sẽ làm việc đó thì nó sẽ trở nên trơn tru hơn, nó không bị náo loạn. Chứ bây giờ gọi cho Hiệp, Hiệp cũng phải chuyển anh chị cô chú qua bên cái số trợ lý để các bạn này sắp xếp cái biểu mẫu tư vấn nữa nhé, cho mọi người thông cảm giúp. Thì có hai cái cách đó. Cách thứ nhất là mình coi livestream hoặc là coi trên các cái nền tảng của Hiệp Bất Động Sản hoặc là người tốt bán đất. Cái thứ hai là có thể muốn sắp xếp tư vấn riêng, thì bà con
có thể sắp xếp cái lịch tư vấn riêng sẽ được gặp riêng Hiệp để chia sẻ sâu hơn, kỹ lưỡng hơn, chi tiết hơn và tỷ lệ thành công của bà con sẽ cao hơn rất là nhiều. Và chắc chắn là tư vấn là có phí, Hiệp chia sẻ thẳng luôn, chắc chắn là tư vấn có phí. Và một ngày Hiệp chỉ tư vấn được tối đa 2K thôi vì không đủ thời gian. Cái nữa là bà con phải làm ơn vui lòng là thông qua trợ lý để sắp lịch, chứ còn nếu không qua thông qua trợ lý thì cũng không sắp lịch được. Thì đó là cái phần chia sẻ. Vậy tóm lại thì chúng ta hiểu cái phần này nó như thế nào để chúng ta vận dụng cho đúng. Hai nhóm đối tượng mà đang làm cái này, cái thứ nhất là đang làm sổ. Thì mình tranh thủ, bởi vì trễ lắm thì là ngày 1 tháng 1 năm 2026 là phải có bảng giá đất mới rồi. Cho nên mình làm gì làm phải trước cái ngày đó để mình hoàn thành xong, mình đóng thuế xong đi hết đi là mình an tâm. Và cái phần thuế này là nó sẽ rẻ hơn so với sau 2026, là thuế sẽ cao lên rất là nhiều. Cái điều thứ hai là bà con có nhu cầu chuyển mục đích để làm cái gì đó cũng được, nhưng mà chuyển mục đích thì mình sẽ chuyển được với cái mức thuế suất nó thấp. Đó là cái phần mình tranh thủ. Còn cái phần mình không tranh thủ được đó là khi thuế nó lên thì thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của mình nó tăng. Chắc chắn là nó tăng, bởi vì bảng giá đất tăng thì thuế nó sẽ tăng. Cái điều thứ hai nữa là khi bà con giao dịch chuyển nhượng thì nó sẽ tăng. Vậy nếu mà mình có một cái tài sản mình nhờ ai đó đứng, mình đang đứng tên ủy quyền vân vân các kiểu, thì mình hãy tranh thủ, mình sang tên lại cho mình đi. Để làm gì? Để mình giảm cái tiền thuế phí xuống. Còn sắp tới thuế phí nó tăng nhanh lắm, vậy thì bà con có thể mất lên hàng chục đến hàng trăm triệu là chuyện rất là bình thường. Và Hiệp đã chia sẻ rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Đó là những cái phần hết sức là cơ bản. Rồi còn khi mà mình đi mua thì mình phải chú ý là tổng cái chi phí mình bỏ ra là bao nhiêu. Ngày nào bữa giờ không hiểu sao là khi bảng giá đất mới là thay đổi và bà con cập nhật thông qua các cái video của Hiệp, là ngày nào cũng có người hỏi cái trường hợp tương tự nhau. Bởi vì bà con không có biết tính tổng giá cấu thành. Thì tất cả những điều này Hiệp chia sẻ trên video và ở trong live Hiệp cũng sẽ thường xuyên chia sẻ lại điều này. Bởi vì hôm nay người này mắc thì mai người kia mắc, cứ mắc hoài à. Cho nên là Hiệp cũng sẽ chia sẻ những cái điều này để giúp cho mọi người tranh thủ. Bởi vì nó là thời điểm vàng để mọi người làm những cái điều này. Nhớ là đây là thời điểm vàng. Thì thông qua cái video này Hiệp rất muốn giúp cho được nhiều người, càng nhiều người càng tốt. Bởi vì sau này, nhiều tháng sau mọi người mới xem cái video này thì nó không còn cái giá trị như ngày hôm nay nữa. Cho nên là những người xem cái video này mới nhất và nằm ở trong cái trường hợp này thì Hiệp xin chúc mừng những bà con mà ở trong cái trường hợp này. Và xem video càng sớm thì càng tốt. Cho nên là hãy giúp Hiệp một điều nữa là lan tỏa, chia sẻ cái video này ra ngoài để cho rất là nhiều người ở ngoài kia biết là mình đang nằm ở trong cái trường hợp này thì mình sẽ ứng phó như thế nào để mình giảm được cái tiền thuế của mình xuống. Mình tranh thủ cái thời gian này để mình tiết kiệm được một khoản tiền rất là lớn. Và ngoài việc mình đang giúp đỡ họ thì họ sẽ vô cùng biết ơn mình, bởi vì mình cho đi được những cái giá trị đó. Và khi cô chú anh chị chia sẻ lên các nền tảng xã hội của mình là mình giúp được người thân, người quen, bạn bè của mình rất nhiều ở ngoài kia. Và Hiệp mong cái thông điệp yêu thương này sẽ được lan tỏa càng rộng và càng tốt, để cho chúng ta sống là một người thực sự là có ích, đúng không ạ? Và một lần nữa Hiệp xin chúc tất cả các cô chú anh chị xem kênh của Hiệp có một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc, yêu thương, sức khỏe và thành công nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.